Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Lão nạp ẩn nhẫn đến hôm nay, cuối cùng cũng có báo đáp rồi, ha ha ha. Vốn dĩ muốn một đòn chí mạng, đưa Không Viễn đi. Thanh kiếm khổng lồ đột nhiên mọc ra này đã thay đổi ý nghĩ. Thanh kiếm này CI chút kỳ lạ. Lão nạp sẽ không khách khí nữa. Ma kiếm cảm nhận được sự xâm nhập và khiêu khích, văn bia phân tán bốn phía, Không Viễn đã bị văn bia đẩy lùi. Cùng lúc đó, ánh sáng của thất tuyệt trận rực rỡ, tất cả trường kiếm xung quanh dưới sự kêu gọi của ma kiếm, thay đổi phương hướng, nhanh chóng tập trung, phì phì phì. Không ngờ ma kiếm lại khó thuần phục như vậy. Song trùng kết định ấn. Những phi kiếm còn lại đang tấn công những người tu hành khác. Người tu hành của bốn đại danh môn bắt đầu xuất hiện thương vong. Đây là một cuộc tấn công có sự khác biệt. Bên đó an toàn. Kiếm đáng sợ quá. Dự trữ năng lượng lâu như vậy, một khi bùng nổ thật sự rất đáng sợ. Điều khó chịu nhất chỉ là Không Viễn. Lão hòa thượng đó mạnh như vậy sao? Không ngờ song trùng kết định ấn lại có thể chặn được nhiều phi kiếm như vậy, hình thành một không gian độc lập. Ầm ầm ầm. Những sợi xích lần lượt bị đứt, trong chớp mắt, 8 sợi xích đều đã đứt. Ma kiếm tự do rồi. Năng lượng của văn bí tụ tập hoàn thành, lưỡi kiếm lóe lên ánh đỏ, tất cả phi kiếm tránh né. Đây là địa bàn của ma kiếm, lại có thất tuyệt trận tăng cường, lần này Không Viễn xui xẻo rồi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ma thiền, Phật ấn, toàn bộ đều đánh lên thân thể của ma kiếm, lại giống như gãi ngứa, không hề có chút tác dụng nào. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của ma kiếm không giảm mà còn tăng, Phật tổ kim thân đã xuất hiện. Kim thân khổng lồ đánh lui tất cả phi kiếm, chỉ có ma kiếm nóng nảy ở bên cạnh Phật tổ tìm kiếm khe hở. Không phải chứ, ngay cả Phật tổ kim thân cũng không áp chế được ma kiếm này. Nếu như vậy, thì làm sao mới có thể lấy được thanh kiếm này? Phật tổ kim thân không áp chế được, vậy có nghĩa là Không Viễn sớm muộn cũng sẽ thất bại, pháp thân cũng được, kim thân cũng xong, tiêu hao rất lớn, không thể hoạt động trong thời gian dài. Quả nhiên, trong khoảnh khắc Phật tổ kim thân biến mất, ma kiếm dựa vào tốc độ đáng sợ, lướt qua thân thể của Không Viễn. Lão nạp không cam tâm. Không Viễn nằm trên mặt đất, không hề cử động. Chuyện kỳ lạ là, chàng hạt Phật Đà phía trước hắn lại phát ra ánh sáng yếu ớt. Không Viễn tốt xấu gì cũng là phương trượng chủ tự của Đại Không Tự, song thiền thất diệp, sao lại bị một thanh ma kiếm giết chết rồi? Chuyện này sao có thể? Ma kiếm hình như đang nhắm về phía chúng ta. Ta chết rồi, các ngươi thì sao? Ta cũng thế. Đợi ta, cả ta nữa. A a a a. Ma kiếm đã thành công, thay đổi phương hướng bay về phía những người tu hành của bốn đại danh môn, bắt đầu điên cuồng chém giết người tu hành. So với Không Viễn, những người này yếu đến đáng thương, một kiếm một người. Lão tiên sinh, cứ như vậy không phải là cách. Am kiếm sớm muộn cũng sẽ đối phó với chúng ta. Đám người này đáng đời, khi vậy công kim đỉnh sơn cũng là tư thế như vậy. Người của bốn đại danh môn vốn dĩ là kẻ địch của ma thiên các, bị ma kiếm giết chết cũng là chuyện tốt, nếu không sớm muộn sẽ cùng những danh môn khác vây công ma thiên các. Có thể là tu vi của họ quá yếu, sau khi ma kiếm giết chết một bộ phận người tu hành thì sẽ lao tới đây. Hay, ma kiếm này còn biết lựa chọn đối thủ mạnh. Kiếm trung quy cũng vẫn là kiếm, dựa vào trận pháp duy trì cũng sẽ không có trí tuệ. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like
và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Ta nghi ngờ có người đang ở phía sau thao túng.